Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong 24 giờ qua, gió tại các vùng biển phía Bắc bao gồm khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Đông Nam chỉ khoảng cấp 3 đến cấp 4, nên tình trạng biển bình thường, sóng thấp dưới 1,75 m. Ngoại trừ khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác về đêm, còn lại các vùng biển khác của phía Bắc phổ biến là có mưa vài nơi, nên nhìn chung ít gây trở ngại trong hoạt động hàng hải. Thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là các vùng biển phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục từ 7 đến 9 độ Vĩ Bắc nên vùng biển từ Ninh Thuận cho tới Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan cũng như là khu vực Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển của quần đảo Trường Sa, tiếp tục tồn tại những ổ mây đối lưu cho mưa rào và dông khiến tầm nhìn giảm kèm theo gió giật mạnh trong mưa dông. Dự báo trong thời đoạn 3 ngày tới, gió trên các vùng biển phía Bắc sẽ tiếp tục duy trì với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển vẫn trong trạng thái ổn định. Ngoại trừ khu vực Vịnh Bắc Bộ cần cảnh giác với mưa rào và dông tăng hơn trong ngày 12, ngày 13 tháng 5. Còn lại các vùng biển khác của phía Bắc, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thời tiết biến đổi không nhiều và ít gây trở ngại cho tàu thuyền lưu thông. Trong khi đó, ở các vùng biển phía Nam, bao gồm từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vùng biển Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, tiếp tục có gió đông đến Đông Nam thịnh hành với cường độ chỉ khoảng cấp 4, nhưng mưa dông sẽ duy trì kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm và sẽ gây trở ngại trong hoạt động hàng hải. Và sau đây là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Nam đến Đông trong 3 ngày tới mạnh nhất thì cũng chỉ đạt khoảng cấp 4, nên tình trạng biển bình thường, sóng biển cao dưới 2 mét. Tuy nhiên, thời tiết sẽ có mưa dông tăng nhiều hơn trong ngày 12 và ngày 13 tháng 5, kèm theo khả năng có gió giật, ảnh hưởng đến tàu thuyền lưu thông trên vịnh. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong 2 đến 3 ngày tới, chế độ sóng gió tại đây ít gây trở ngại đến hoạt động hàng hải. Khi mà gió thịnh hành hướng Đông Nam chỉ khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, trong chiều tối ngày 12 và ngày 13 tháng 5, mưa dông cũng sẽ tăng hơn ở phần phía Bắc khu vực nên tàu thuyền hạn chế di chuyển vào vùng có thời tiết xấu. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Dự báo trong thời đoạn 3 ngày sắp tới, gió tại khu vực này vẫn thịnh hành theo hướng Đông Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3 cho tới cấp 4. Tình trạng biển bình thường, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi và lúc chiều tối trong thời đoạn ngắn, ngày có nắng và tầm nhìn xa thoáng nên vẫn thuận lợi trong hoạt động hàng hải trên khu vực này. Xuống tới vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Trong khi phần phía Bắc khu vực có thời tiết tốt hơn thì phần phía Nam của vùng biển bao gồm đảo Phú Quý, trong những ngày tới trời tiếp tục nhiều mây, sẽ có mưa rào và dông nên tàu thuyền hoạt động cần đề phòng tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo. Dự báo trong 3 ngày tới thì gió đông đến Đông Nam vẫn duy trì cường độ trung bình yếu nên sóng biển là không cao. Và điều đáng quan tâm nhất là tình trạng nhiều mây, có mưa rào và dông kèm theo khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông sẽ gây trở ngại đến hoạt động hàng hải và những chuyến tàu ra đảo. Chuyển sang phía Tây, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Dự báo trong 3 ngày sắp tới, mưa dông còn có xu hướng tăng lên kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh nên sẽ gây trở ngại hơn trong hoạt động lưu thông của tàu thuyền cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Vùng biển Vịnh Thái Lan, dự báo trong thời đoạn 3 ngày tới trời tiếp tục nhiều mưa dông, có mưa rào và bất kể thời gian nào trong ngày khiến tầm nhìn giảm thấp kèm theo nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh là rất cao nên tại đây cũng là khu vực không an toàn trong hoạt động hàng hải. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong khoảng 3 ngày tới thì gió tại khu vực này vẫn thịnh hành theo hướng Đông Nam là chính, với cường độ chỉ khoảng cấp 3 đến cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết ít mưa, tầm nhìn thoáng và sóng biển thì cũng không cao nên sẽ thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì trong 3 ngày tới gió tiếp tục có hướng Đông Nam đến Đông, với cường độ mạnh nhất thì cũng sẽ không vượt quá cấp 4, sóng biển không cao, tình trạng biển bình thường. Ở phần phía Bắc thì trời sẽ ít mưa, tầm nhìn thoáng. Riêng phần phía Nam khu vực thì trời sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nên tàu thuyền hoạt động cũng cần cảnh giác, với tầm nhìn sẽ giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa, dự báo trong khoảng 3 ngày tới thì gió tại đây vẫn thịnh hành theo hướng Đông đến Đông Nam, cường độ là cấp 3 đến cấp 4, tình trạng biển không động. Tuy nhiên, đây vẫn là nơi có mưa rào và dông, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.